máy đo tốc độ Snicom lần đầu xuất hiện tại Euro 2024. Chip gắn trong trái bóng kết hợp công nghệ Snicom có thể xác định chính xác cầu thủ tại Euro 2024 có chạm tay vào bóng hay việt vị không. Theo The Guardian, người hâm mộ Euro 2024 không có cơ hội đến trực tiếp sân đấu để theo dõi vẫn có thể hưởng lợi từ công nghệ giống máy đo tốc độ của môn quyết kịch. Công nghệ mang tên Snicom giúp người xem có thể phân tích âm thanh và video của trận đấu để xác định quả bóng có chạm vào gậy hay không. Đây là lần đầu công nghệ này được đưa vào giải bóng đá vô địch châu Âu. Các đồ họa dẫn đến quyết định của trọng tài trên sân cũng được gửi đến nhà đài, cập nhật đến khán giả truyền hình theo thời gian thực, trực quan và dễ hiểu, đặc biệt trong những tình huống gây tranh cãi như bóng có chạm tay cầu thủ hay việt vị không. Theo đó, bóng thi đấu tại Euro 2024 được gắn một vi mạch cảm biến chuyển động có thể theo dõi mọi cú chạm với tốc độ 500 lần trên giây. Hai năm trước, tại World Cup Qatar, công nghệ này đã được ứng dụng và đem lại hiệu quả tốt. Trong một tình huống gây tranh cãi, công nghệ đã xác định bàn thắng của Bồ Đào Nha trong trận đấu vòng bảng với Uruguay chưa hề chạm đầu Cristiano Ronaldo trước khi vào lưới, bất chấp siêu sao bóng đá ăn mừng. Sau đó Adidas cũng công bố kết quả theo dõi cho thấy Ronaldo chưa thực hiện cú chạm cuối cùng. Theo The Guardian, quyết định đưa công nghệ Snicom vào trận đấu Euro 2024 là một phần trong nỗ lực minh bạch thông qua VAR. Các màn hình lớn trên sân vận động sẽ đưa ra giải thích kỹ thuật về các kết quả VAR của trọng tài. Roberto Rossetti, giám đốc trọng tài của UEFA, đánh giá đây là công nghệ tốt nhất hiện nay phục vụ giải bóng đá vô địch châu Âu. Trong suốt giải đấu, trọng tài và đội trưởng sẽ được mời tham gia đối thoại rõ ràng về các quyết định quan trọng. Đặc biệt, trọng tài có thể giải thích lý do đưa ra phán quyết của VAR cho đội trưởng hoặc cầu thủ khác được chỉ định. Đổi lại, đội trưởng sẽ yêu cầu đồng đội giữ khoảng cách, không vây quanh trọng tài. Trọng tài thứ tư sẽ đưa ra lời giải thích cho huấn luyện viên ngoài sân. Rossetti đã mô tả công nghệ này cho 24 đội. Ông nói, chúng tôi làm điều này vì bóng đá, vì hình ảnh của trận đấu, vì thế hệ cầu thủ trẻ và lứa trọng tài tiếp theo. Tất cả vì hình ảnh của bóng đá. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.